Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài đề thi 47 thực chi danh sự. Đề mới. Hả? Cái gì mới? Đề mới Đây nè, à, vừa đề mới thi thi. vừa mới ra luôn á. Tương tự những cái đề khác chúng ta đã làm. Từ câu số 1 tới câu số 4 là các bạn làm theo cái yêu cầu như sau. Thả mê thực cổ. 보기와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오. Các bạn hãy chọn đáp án thích hợp với câu trả lời ha, đúng với câu trả lời. Sau đây, 공부를 해요. Thì người ta sẽ chọn là 네, 공부를 해요. Người ta hỏi là học bài hả? Vâng, tôi học bài. 아니요, 공부예요. Sai câu trước luôn rồi. 네, 공부가 아니에요. 아니요, 공부를 좋아해요. Câu số 1 là câu trả lời. Bây giờ tiếp theo câu thứ nhất. 여자 책이 많아요? 책이 많아요? Nè, chắc gì mà Nè, chắc gì nào mà các nào, bạn? số 3. Nè,책이 많아요? À, đúng rồi. Câu số 3 là câu trả lời các bạn nhé. Câu số 2. 남자 주스를 마셔요? 주스를 마셔요? 아니요, 아니요, 주스를 주스를 안 마셔요. 마시죠. số 4. 아니요, 주스를 안 마셔요. Đúng rồi, câu thứ tư là câu trả lời. Mình làm dấu luôn cho. Đấy. Rồi, câu thứ ba. 언제 친구를 만나요? Nên mà Nay mà nào. Nè, mạnh này không? Đúng rồi, câu thứ nhất, ngày mai gặp lại à. Câu thứ tư. 집에 어떻게 가요? 집에 어떻게 가요? 버스로 가요. À, người ta버스로 hỏi가요. phương tiện nha. 어떻게 가요? Thì cái chỗ 어떻게 này cần ý là mình đi bằng cách nào, đi bằng phương tiện gì đó. 버스로 가요. Tôi đi bằng xe buýt. Các bạn chọn đúng rồi thì mình cứ lướt qua nha. Còn cái nào Cái khó này nhanh thì nhanh cho chú gọi, bởi vì cái này nó cũng dễ. cái Đúng rồi. này nhanh nhanh được đó. Rồi, ok. Cái nào khó thì mình đi chậm, cái nào dễ thì đi nhanh. Câu số 5. Câu Có số là 5, câu 6, người ta yêu cầu mình là 다음을 듣고 보기와 같이 이어지는 말을 고르십시오. 이어지는 말 là cái gì ạ? Người ta kêu mình là câu chọn giống. câu nói tiếp, câu có thể liên kết tiếp được cái nội dung trên. À, mình tiếp luôn đi ha. 처음 뵙겠습니다. Câu nào có thể tiếp nối câu này đẹp? Manasa bangkapsamida. Manasa bangkapsamida. Đúng rồi. Câu thứ tư. Manasa bangkapsamida. Yogi anjuseyo. Đúng không? Gomasumida. Gomasumida. À, gomasumida. Câu số 7 tới câu số 10. Yogi는 어디입니까? Người ta hỏi, ở đây là đâu vậy? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 아, 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. chỗ này là 교실, lớp học. Em phải chắc cả bài. Rồi, câu thứ 7. 남자, 여기 김밥 하나 하고 라면 하나 주세요. 네, 알겠습니다. 식당. 식당이에요. 여기 김밥, 김밥 là bánh cái kim bạc này, một Đúng một quần. một cây kim bạc và một Kim tô mì, bạc. Mì tôm, Một mì mì gói. tôm. gói. Vâng, tôi biết rồi. Vậy thì đây là xích tăng ha. Rồi, câu thứ 8. Các bạn đừng nhìn nội dung nha, các bạn nghe mình đọc ha. 어떻게 오셨어요? 통장을 만들고 싶어요. 은행. Ngân hàng. Rồi, đúng rồi. Tất nhiên là ngân hàng. 사장님, 안에 계세요? 지금 회의실에 회의실에 계세요. 왜 사요? 왜 사? 회사 아니 회의실 phòng họp 회사.
손님, 뭘 찾으세요? 사전은 어디에 있어요? 서점. 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 아, hiểu sách. Tại vì người ta hỏi 사전 là từ điển nằm ở đâu. Câu 11 tới câu số 14. 다음은 무엇에 대해서 말하고 있습니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. Đang nói về chủ đề gì? 이 아파트에 살아요? 네, 5층에 살아요. Sống ở tầng 5. 10. Rồi. Tiếp theo, các bạn nhìn hàng dưới nha. 가족. Nghe chưa? 형제가 있어요? 네, 동생이 한 명 있어요. 가족. 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 Rồi, câu 11 là câu số 1. 내일 뭘 신을 거예요? 구두를 신을 거예요. 신발. 신발. Đúng rồi, 구두 là nằm ở giày dép nè. Rồi. 수미 씨, 내일 쇼핑하러 갈까요? 좋아요. 2시에 만나요. 약속. 2시에 만나요. Thì đây là câu số 2. À, đúng rồi, 약속 là hứa hoặc hẹn. 바람이 많이 불어요. 네, 비도 올 것 같아요. 날씨. 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 네, 날씨. Câu số 3. Ồ, các bạn đoán đây là đoán đúng không ha? Rồi, câu 15 tới câu 16. 다음 대화를 듣고 알맞은 그림을 고르십시오. Các bạn nhìn hình nha. 여자, 저거 우리 가방 같은데요. 남자, 제가 가지고 올게요. 잠깐만 기다려요. 다시 들어보세요. 저거 우리 가방 같은데요. 남자, 제가 가지고 올게요. 잠깐만 기다려요. 그 뭐, đúng rồi, cái anh cô này nói là, cái đó là cái túi sách của tôi. Cái túi của tôi. Anh này anh nói là, để tôi đi lấy rồi mang đến cho. Chờ tôi chút xíu. Chờ một chút. Đây, câu số 1 đúng. 남자, 편하고 좋네요. 그런데 좀 짧은 것 같아요. 여자, 그럼 이 바지를 한번 입어보세요. 다시 들어보세요. 남자, 편하고 좋네요. 그런데 좀 짧은 것 같아요. 여자, 그럼 이 바지를 한번 입어보세요. 소하이. đúng rồi, câu số 2. Anh này anh mặc quần áo vào đó. Ôi, cái quần này á thoải mái và thích quá. Nhưng mà hơi hơi ngắn. Hơi ngắn. Thì cái cô này mới nói là thế thì anh hãy mặc thử cái quần này xem. Câu 17 tới câu 21. 다음을 듣고 보기와 같이 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. Người ta yêu cầu mình làm gì đây ạ? Chọn nội dung có liên quan về cái cuộc trận. Chọn nội dung giống với nội dung trong cuộc hội thoại. Ví dụ, nam già. Chỗ này là các bạn phải để ý nam với nữ nha. Nam già. Yêu chương Hàn Quốc rồi. Không vui heo. Nè, Hàn Quốc xin của hành thầy so. Hàn Quốc ở rồi. Phải hoài. Thì câu này là 학생입니다. Phải. 남자는 한국어를 가르칩니다. Phải. 여자는 학교에 다닙니다. 여자는 한국어를 공부합니다. Đúng rồi. 네, 한국 친구한테서 한국어를 배워요. 그 thứ tư. 그럼 뭐 봤냐? 그거 좀 말 좀 뭐 됐냐? 야. Cái này cứ khi nào người con gái nói thì người con gái coi như là mình phải chọn người con gái, mình phải đi tìm người con gái đúng không? Ai nói đầu thì tìm đấy. Người con trai hay người con gái mình chọn người nào cũng được hết, nhưng mà miễn đúng cái nội dung của người đã nói. Ví dụ người con trai này nói là nam cha nè, vô chúng không có gờ rồi bèo không bùa héo, ở đây nó là nam cha nên hát sang người ta, có đúng nội dung không? Không đúng. Câu số 2, vô cha nên hát kêu ấy tạ ni mì ta, tạ ni mì ta, đâu có nói về cái việc đi học đi đến trường đâu, cho nên câu này sai.
남자는 한국어를 가르칩니다. Người con trai này thì dạy tiếng Hàn, nhưng mà ở đây đâu có nói con trai này đâu có nói dạy tiếng Hàn đâu, đúng không? 여자는 한국어를 공부합니다. Bạn nữ thì học tiếng Hàn, ngay này đúng rồi nè. Bạn nữ nói là 한국 chuyên thì sao? 한국어를 배워요. Thì cái chỗ này nội dung nó trùng nha. Đúng. Rồi. Nam. Nam già. 지금 부산 가는 버스 있어요? 여자. 잠깐만요. 자판 두드리는 소리. 30분 후에 출발하는 버스가 있어요. 남자. 그거 한 장 주세요. 다시 들어보세요. 남. 지금 부산 가는 버스 있어요? 여자. 잠깐만요. 자판 두드리는 소리. 30분 후에 출발하는 버스가 있어요. 남자. 그거 한 장 주세요. 자, 이제 그냥 정리. 2번. 2번. 맞아요. 부산. 맞아. 자, 이제 các bạn câu 1 nha. 여자는 버스표를 샀습니다. 여자 đâu phải là mua đâu. Cô này là cô hướng dẫn mà đúng không? Cô nhân viên mà, chuẩn sai. 남자는 버스를 타고 있습니다. 다니시비? người ta đang mua vé mà, đúng không? Sai. 여자는 지금 부산에 있습니다. Người phụ nữ này đang ở Busan. Đang ở đâu phải đâu. Rồi, câu thứ tư, 남자는 부산에 가려고 합니다. À, người nam này định đi Busan, đúng rồi. 그거 한 장 주세요. Câu 18. 여자. 요즘 테니스를 치고 있는데 재밌어요. 민수 씨도 테니스 칠 수 있어요? 남자. 아니요. 저는 한 번도 쳐본 적이 없어요. 여자. 그래요? 제가 가르쳐 줄 수 있는데 한번 배워 볼래요? 남자. 좋아요. 이번 주 토요일에 시간이 있으니까 가르쳐 주세요. 안 좋냐? Nghe lại một lần nữa. Thôi bây giờ mình phân tích nội dung này đi ha. Phân tích gì cơ? Cái này thì chọn là đỡ bám thôi nhưng mà. Yozum tennis를 치고 있는데. Bạn nữ nói là giờ này tôi đang chơi đánh quần vợt tennis. Tennis. Đang chơi tennis. Rất là thú vị. Môn này rất là thú vị. Minsu. Minsu chỉ đố tennis chỉ suy sẹo. Đố thì thế nào? Minsu có thể anh có Minsu có thể chơi đánh tennis không? Đánh. À nhô không. Cho nên hai lần đồ chơi bóng chỗ gì học rồi. Tôi chưa một lần nào đánh. Hai lần đồ dù chưa một lần cũng chưa có bao giờ đánh cả. Chơi bóng chi tả kết hợp với áo bộ tả ha. 그래요. 제가 가르쳐 줄 수 있는데 한번 배워 볼래요? Vậy hả? Tôi có thể dạy cho anh. Anh học thử một lần không? 좋아요. 이번 주 토요일에 시간이 있으니까 가르쳐 주세요. Được thôi. Thích thôi. Tốt thôi. Vào thứ bảy tuần này tôi có thời gian nên hãy dạy cho tôi. Đáp án số 2. Cái này chỉ đáp án số 2 thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạo này bạn nữ này dạo này thì làm gì đây? Đang vận động tập thể dục. Vận động nữa ha. Tập thể dục. Tập thể dục. Câu 19. 전화벨 울리는 소리. 네. 한국 식당입니다. 남자, 예약 좀 하려고 하는데요. 오늘 저녁 6시요. 여자, 몇 분이 오실 거예요? 남자, 10명이요. 메뉴는 갈비탕으로 해주세요. 답안 소환. 문자 답. OK, các bạn khác. Số 2 đúng rồi. Này ha.
câu 19 là câu đáp án là câu số 2. 남자는 저녁 식사를 예약하고 있습니다. À, người nam này đang đặt bữa cơm tối, đúng rồi, đang đặt bữa cơm tối, đặt trước bữa cơm tối, đang đặt chỗ ha, nó là đặt chỗ. Rồi tiếp theo, có trong nội dung này có bạn nào không hiểu thì mình giảng lại. Thì cái nội dung này là gì đây? Đây là tiếng chuông điện thoại. À, vâng, đây là quán ăn Hàn Quốc đây ạ. À, người nam mới nói là, ờ, tôi định đặt chỗ. Như đặt chỗ, hello của hành đều. Ờ, ôna cho nhỏ thì do sáu giờ, chiều sáu giờ hôm nay tối 6 giờ không ạ? Cho nhỏ do sáu giờ. Mấy tuần đi ở xứ quẹo, khoảng mấy người sẽ đến ạ? Mấy người sẽ đến? Giới miếng gì ạ? 10 người. Mấy ni nên cải bị thăng rồi hết cho sẹo. À, thực đơn thì hãy để cho tôi làm món gì? Cải bị thăng. Cải bị thăng. Câu 20. Nam giả. 내년에 우리 졸업하는데 수미 씨는 뭐 할 거예요? 여자. 외국에 가서 일하라고 해요. 남자. 그래요? 무슨 일을 하고 싶은데요? 여자. 컴퓨터 회사에서 일하고 싶어요. 그래서 지금 준비하고 있어요. số 3. Đáp án số 3. Bên Tokyo. Từ nhìn để tốt nghiệp rồi. Số 3. 여자는 취직 준비를 하고 있습니다. Người nữ này á đang chuẩn bị đi làm. Số 3 phải không? Đang tìm việc. Cô gái này đang chuẩn bị đi xin việc làm. Rồi ok các bạn xem nè. Nếu như nè, 우리 졸업하는데 수미 씨는 뭐 할 거예요? À, vào năm sau chúng tôi, 우리 là chúng tôi ha, chúng tôi sẽ tốt nghiệp. Ồ, còn Sumi cậu sẽ làm gì? Ồ, tôi sẽ đi nước ngoài để tôi định đi nước ngoài làm việc. 그래요? 무슨 일을 하고 싶은데요? Ờ vậy hả? Thế em muốn làm việc gì vậy? Ờ, computer 회사에서 일하고 싶어요. À, em muốn làm việc ở công ty máy vi tính. 그래서 지금 준비하고 있어요. Cho nên bây giờ em đang chuẩn bị. Ừ, thì cô gái này chuẩn bị rất là quý sinh nhật. Cô gái đang chuẩn bị đi xin việc làm. Câu 21. 잘 들어보세요. 지난 주말에 한옥 마을에 처음 가봤는데 정말 좋았어요. 남자. 저도 작년에 가봤어요. 한옥에는 차를 마시고 잠도 잤어요. 여자. 그랬어요? 저는 시간이 없어서 그렇게 못했어요. 남자, 그런 다음에 한 번 더 가보세요. 거소 마이야. 다시 들어보세요. 여자, 지난 주말에 한옥 마을에 처음 가봤는데 정말 좋았어요. 남자, 저도 작년에 가봤어요. 한옥에는 차를 마시고 잠도 잤어요. 여자, 그랬어요? 저는 시간이 없어서 그렇게 못했어요. 원. 남자, 그럼 다음에 한 번 더 가보세요. 원. 저 뭐냐, 영화. 남자는 한옥 마을에서 살고 있습니다. Đâu phải đang sống ở làng Hanok đâu. Đây là nhà truyền thống ở Hàn Quốc, Hanok. Sai. 여자는 한옥 마을을 자주 구경합니다. Con gái thường xuyên đi. Đâu có nói là thường xuyên đi đến đây phải không? Lần đầu tiên mà. Sai. 남자는 cái này số 4 đúng.
함께하는 마을에 갔습니다. Con trai này với người gái này đã đi đến làng Hàn Quốc. Sai. 여자는 한옥 마을에서 자본 적이 없습니다. 못했어요. 그랬어요? 저는 시간이 없어서 그렇게 못했어요. OK. Câu trả lời là câu thứ 4. 22 đến 24. 다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오. Hãy chọn nội dung trọng tâm của cô gái. Rồi, bây giờ các bạn lắng nghe nha. Lắng nghe. Rồi. 잘 들어보세요. 남자, 수미 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 여자, 아무데나 아무데도 안 가고 집에 있을 거예요. 그냥 쉬고 싶어요. 남자, 휴가인데 특별한 계획 없어요? 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. 여자, 여행 가면 더 피곤해요. 저는 휴가 때마다 항상 집에서 책을 읽거나 잠을 자면서 보내요. 여자의 중심 생각 골라보세요. 1번, 휴가는 가족과 함께 보내야 합니다. 소바. 여행을 가서 책을 읽는 게 좋습니다. 여자 생각, 휴가 때는 집에서 쉬는 게 좋습니다. 여행을 갈 때 계획을 세워야 합니다. 그럼 뭐야? 소바. 오케이, 또 소바라 그럴래. Rồi bây giờ chúng ta phân tích nội dung nha. Sumi shi, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? Có nghĩa là gì đây ạ? Cái kỳ nghỉ hè này đi, sẽ làm gì? Sẽ làm gì? Đâu có nghỉ hè đâu. Nghỉ thôi chứ. Kỳ nghỉ này sẽ làm gì đây? Sumi, vào kỳ nghỉ lần này, cậu sẽ làm gì? Amuteto ăn cao cô. Tê đây là nơi trốn nha. Tôi không đi đâu cả. Amuteto ăn cao cô. Mà tôi sẽ ở nhà. Thứ nhà xin cô sức khỏe. Tôi muốn nghỉ. Tôi muốn nghỉ ngơi. Nhưng cây in tê. Bê răn kia hẹp ọc sở. Là kỳ nghỉ mà cậu không có kế hoạch nào đặc biệt sao? Tiếp theo. Cho nên ca chuộc tự hào cô. Giờ hẹn ca đều có hẹo. Tôi thì tôi định đi du lịch cùng với gia đình. Giờ hẹn cam em thơ phía qua này ồ. Nếu mà đi du lịch thì càng mệt thêm. Cho nên hiếp cá tên mà ta. Hàng sáng chiếc bè sơ chế gửi cờ ná. Chà mứt chà mẹn sơ bù này ồ. Còn tôi thì mỗi khi mà tới kỳ nghỉ thì tôi thường xuyên ở nhà đọc sách. Hoặc là tôi ngủ để trải qua kỳ nghỉ. Và xem. Chà mứt chà mẹn sơ. Theo hiệu suy nghĩ của người phụ nữ, hiệu ca tên đến chỉ về số suy những cái chủ sự người ta. Rồi, câu 25. 26. Đáng ta. 24. Ủa, đã mất rồi. Câu 23. Rồi, được rồi. Nam cha. 오늘 우리가 해야 할 일이 너무 많네요. 회의 준비도 해야 하고 서류 정리도 해야 하고. 여자, 회의는 모레이니까 아직 시간이 있어요. 지금 하고 있는 일을 먼저 하고 이따가 준비해도 돼요. 지금 하는 일은 오늘까지 끝내야 하는 거죠? 여자, 네, 맞아요. 그러니까 우선 이 일부터 해요. 그냥 chọn đi. 답 안 số 2. các bạn khác.
chưa? Số 2 phải không? Rồi bây giờ chúng ta xét nội dung coi như thế nào. 급한 일을 하 급한 일을 먼저 하는 게 좋습니다. Đúng rồi đó. Câu này đúng rồi. 오늘 우리가 해야 할 일이 너무 많네요. Cái việc mà mình cần phải làm ngày hôm nay quá nhiều, đâu mà nhiều. 회의 준비도 해야 하고 서류 정리도 해야 하고. Mình cần phải hay là hội họp nè. Phải chuẩn bị họp và phải sắp xếp lại tài liệu. Sorry, chong ni là sắp xếp. Chong ni đô hay gia học. Rồi, giờ chưa? Hay nên mô rê nì cả. Anh chứ xí gà ni ý sơ yếu. Cuộc họp thì là thế nào? Ngày mốt. Nên. Ngày kia. Ngày mốt. Ô nơ. Ngày mốt là tiếng miền Nam, còn tiếng miền Bắc là ngày kia. Đúng rồi. Thì cuộc họp ngày kia mới có nên vừa qua rất nhiều thời gian. Tôi vẫn còn thời gian. Cuộc họp là ngày mốt cho nên hoặc là ngày kia cho nên vẫn còn thời gian. 지금 하고 있는 일을 먼저 하고 이따가 준비해도 돼요. Hãy làm cái việc đang làm trước. 지금 하고 있는 일, cái việc đang làm. 먼저 하고, làm trước cái việc mình đang làm đi trước. 이따가 준비해도 돼요. Một tí nữa. 이따가 là một lát nữa. Chuẩn bị cũng được. 준비해도 돼요. Tiếp theo. Người trai nói là 지금 하는 일은 오늘까지 끝내야 하는 거죠. Việc mà bây giờ làm á, 지금 하는 일, cái việc mà đang làm là phải kết thúc trong ngày hôm nay. Kết thúc trong ngày hôm nay. Đến ngày hôm nay là phải kết thúc. Đến ngày hôm nay là phải kết thúc. 네 맞아요. Đúng rồi. 그러니까 우선 이 일부터 해요. Cho nên trước tiên hãy làm về cái công việc này. 이 일부터 해요. 서로 우선은 일이 힘들면 천천히 해야 합니다. 뭔가 너무 바빠가 급한 일을 먼저 하는 게 좋습니다. 그 việc nào gấp thì phải làm trước. 그 việc nào gấp 급한 일을 먼저 하는 게 좋습니다. Nên làm trước những cái việc gấp. Rồi, tiếp theo câu này đúng rồi, ha. Có 24. 어제 남자 멍청. 어제 잠을 못 자서 좀 피곤하네요. 여자. 그러면 이 사탕 한번 먹어볼래요? 저는 피곤할 때 이런 걸 먹으면 힘이 나고 기분이 좋아지거든요. 남자. 고마워요. 그런데 저는 딴 것을 별로 좋아하지 않나요? 건강에도 안 좋잖아요. 여자, 자주 먹는 게 아니고 피곤할 때만 먹는 거니까 괜찮아요. 여자 중심 생각. 단 음식은 건강에 좋지 않습니다. 피곤하면 잠을 자는 게 좋습니다. 건강을 위해서 체중을 줄여야 합니다. 피곤할 때 단 음식을 먹으면 좋습니다. 또 thứ tư. 4. Đúng rồi, tập thứ tư khi mà mình mỏi. Nếu mà ăn cái món ngọt á thì tốt. Sao thang mà canh. Rồi các bạn phân tích lại nha. Câu đầu tiên, 어제 잠을 못 자서 좀 피곤하네요. 그 này có nghĩa là gì? Hôm qua tôi không ngủ được nên là mệt mỏi. Hôm qua mất ngủ nên tôi hơi mệt. 그러면 이 사탕 한번 먹어볼래요? Nếu vậy thì anh hãy thử ăn kẹo này nhé. Kẹo này, 사탕 này.
저는 피곤할때 이런 걸 먹으면 힘이 나고 기분이 좋아지거든요. Mỗi khi mà tôi mệt mỏi thì ăn cái này. Nếu ăn cái kẹo này thì tôi sẽ hiếm im nào có sức, có thêm sức và tâm trạng thì tốt. Tốt hơn. 고마워요. 감사합니다. 그런데 저는 딴 것을 별로 좋아하지 않아요. Nhưng mà anh thì không có thích món ngọt cho mấy. Ngọt, không thích cái món ngọt. Cái này là cho mấy, nó thường đi với thể phủ định. Nhưng mà bên rô này cho mấy à cô? Không, ví dụ như chua hay chi ảnh này không có thích cho lắm, hoặc là với lô dịp với chi ảnh này không có đẹp cho lắm, hoặc là với lô tung tung hay chi ảnh này không có mập cho lắm. Vậy nha. 건강에도 안 좋, 건강에도 안 좋잖아요. Vậy là cũng không có tốt cho sức khỏe. Cảm ơn nhưng mà tôi không có thích món cái vị ngọt cho mấy, và tại vì nó không tốt cho sức khỏe. 자주 먹는 게 아니고, không phải ăn thường xuyên. 자주 먹는 게 아니고, không phải ăn thường xuyên. 피곤할 때만 먹는 거니까 괜찮아요. Mà là mỗi khi mệt mỏi ăn thôi. Như là mỗi khi mệt mỏi, cho nên là không có sao đâu. Suy nghĩ trọng tâm của cô gái này, nếu mà ăn cái món ngọt thì sẽ tốt cho sức khỏe, phải không ạ? Cảm ơn này. Rồi câu 25 hay 6. Rồi hai câu là một nội dung nhưng mà chọn hai cái đáp án, hai câu trả lời. Mình đọc sẽ hỏi hai câu. Rồi bây giờ các bạn nghe nhé, chủ yếu là các bạn nghe. Nhớ chưa? Tình tung tên alim gì ta, alim gì ta, thông báo á nha. Tình tung tén là cái tiếng alim thì thông báo, cái tiếng bắt đầu khi mà người ta có phát thanh, người ta phát thanh. 기숙사 건물 잘 들어보세요. 띵동땡 알립니다. 기숙사 건물 계단을 청소하려고 합니다. 청소 시간은 이번 주 금요일 오후 1시부터 6시까지입니다. 이 시간 동안 학생들은 계단으로 다닐 수 없습니다. 엘리베이터를 이용해 주십시오. 그리고 계단에 둔 자기 물건은 목요일 밤까지 모두 가져가 주시기 바랍니다. 감사합니다. 띵동띵. 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 여자가 왜 이 이야기를 하고 있는지 고르십시오. 여자는 아이? 나는 박탄다냐? 왜? 이 이야기를 하고 있는지 고르십시오. Tại sao mà cô gái này lại nói về cái vấn đề này? Hai bạn hãy chọn. 기숙사 청소 방법을 설명하려고. 설명 đúng không? Phải 설명 không? Giải thích. Giải thích. Giải thích cái phương pháp dọn dẹp ký túc xá. 기숙사 건물 위치를 안내하려고 định hướng dẫn vị trí của tòa nhà, của ký túc xá. Thấy không? 기숙사 생활 규칙을 말해주려고. Đang nói về quy tắc sinh hoạt trong ký túc xá. 기숙사 계단 청소를 알려주려고. Người ta đang thông báo về cái vấn đề dọn cầu thang ký túc xá. Em dừng số 2 và số 4 không biết. Câu số 4 là gì vậy? Người ta hướng dẫn hoặc là người ta thông báo về cái việc dọn dẹp, dọn vệ sinh cái cầu thang, ký túc xá. Dọn vệ sinh cầu thang ký túc xá. Đúng rồi ha. Tại vì cái này công mùi vị trí. Câu số 4 đúng không? Sai, không sai. Câu số 4 đúng rồi. Người ta thông báo này, đúng rồi, cái này là thông báo nè, thông báo. Về việc dọn dẹp vệ sinh cầu thang.
Rồi các bạn nghe lại lần nữa nha, phân tích nữa. Tình tôn tên à lên người ta xin thông báo khi xuất xa có mùi kể ta nơi chống xoa là qua mì ta. Chúng tôi định dọn dẹp cầu thang của tòa nhà ký túc xá. Chống xoa xí gan nên ibon chu cùng như ít ổ hù hàn xí bột thò giáo sơ xí gà chi ý mì ta. À, cái thời gian dọn dẹp dọn vệ sinh đó là từ thời gian dọn vệ sinh 1 giờ chiều đến 6 giờ chiều thứ 6 tuần này. Đúng rồi. 이번 이 시간 동안 학생들은 계단으로 다닐 수 없습니다. 이 시간 동안 trong khoảng thời gian này thì các em học sinh khoảng thời gian này không thể sử dụng không thể đi cầu thang. Đi cầu thang. Elevator를 이용해 주십시오. Hãy sử dụng cái gì? Hãy sử dụng cầu thang máy. Cầu thang máy. 그리고 계단에 둔 자기 물건은 목요일 밤까지 모두 가져가 주시기 바랍니다. Những cái món hàng mà các bạn những cái món đồ của các bạn đặt trên cái cầu thang này á thì đến hạn chót phải không ạ? Đến đêm tối đêm, tối thứ năm đến đêm thứ năm khoảng 9-10 giờ hoặc 11-12 giờ đó, cái giờ đêm thứ năm tất cả là phải mang đi mua đồ cả cho cao chú sĩ ký và làm gì cả. Hy vọng là các em hãy mang mong đi. Nhờ sự nhầm lấy đi vọng mang thì em hãy mang đi. Cảm ơn gì cả xa là tên tung tìm tên tung rồi câu 26 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. 저 내용 đọc giống. Câu thứ 1. Trong khoảng thời gian dọn dẹp cầu thang thì không thể sử dụng. Trong thời gian dọn dẹp thì không thể sử dụng cầu thang. Các bạn chọn đi ha. Đó để tăng nước của 26 hơi thấp. Được chưa? Chọn nội dung đúng giống với nội dung bên trên. Không số hành công an khi ta nếu Ion Hasu Opsunida. Câu số 1 đúng rồi. Trong thời gian dọn dẹp vệ sinh thì không thể sử dụng cầu thang được. Iban Chu Hắc Sinh Từ Rừng Khi Xuất Sở Rứ Nã Ca Gia Mì Ta. Trong tuần này các em học sinh phải đi ra khỏi ký túc xá. Đâu có sai. Khi xuất xa kê tần nế y nên một cờ nế mặn chi miệng ảnh đềm ta. Không được chạm vào hoặc là sờ vào cái tòa nhà đồ vật nằm sẵn vào đồ vật, những cái món đồ mà có trên cầu thang. Cũng như haru trong như ký túc xá rứ trong mi trong số hai cái hệ mì ta. Trong cả ngày thứ sáu là chúng tôi dự định là sẽ dọn vệ sinh ký túc xá, có kế hoạch vệ sinh ký túc xá cả ngày thứ sáu, hay kế hoạch mình dự định hoặc là có kế hoạch sẽ làm gì đó. Rồi, đã hiểu. Phần nghe và đọc còn chưa kịp nổi nhé. Nghe thì anh đã đọc. Phần này phần nghe mà. Nghe thì anh nghe nó không phức tạp đọc. Câu 27, 28. Tôi 들어보세요. 여자 미수 씨 아침에 이메일 봤어요? 남자
아니요, 아직 못 봤어요. 무슨 이메일인데요? 여자, 다음 달부터 회사 식당이 아침에도 문을 열어요. 남자, 그래요? 이제 회사 식당에서 아침을 먹어야겠네요. 제가 혼자 살아서 아침을 뭐 먹을 때가 많거든요. 여자, 저는 집에서 먹고 출근하는데 다음 달부터 회사에서 먹으려고 해요. 그러면 시간을 아낄 수 있을 것 같아서요. 남자, 그럼 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요. 두 사람이 무엇에 대해 이야기를 하고 있는지 고르십시오. 다시 들어보세요. 여자, 민수씨, 아침에 이메일 봤어요? 남자, 아니요, 아직 못 봤어요. 무슨 이메일인데요? 여자, 다음 달부터 회사 식당이 아침에도 문을 열어요. 남자, 그래요? 이제 회사 식당에서 아침을 먹어야겠네요. 제가 혼자 살아서 아침을 못 먹을 때가 많거든요. 여자, 저는 집에서 먹고 출근하는데 다음 달부터 회사에서 먹으려고 해요. 그러면 시간을 아낄 수 있을 것 같아서요. 남자, 그럼 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요. 한个人刚才就是你的呀. 아침 식사를 회사에서 먹는 아침 식사. 회사 식당에서 파는 음식. 아침 식사를 하면 좋은 이유. 이유. 사람. 얘라고 하니까 거기. buổi ăn sáng nhiều buổi sáng ăn ở đâu, ăn ở công ty, đang nói về làm dịch là nội dung nha. Cô gái nói là Misu ơi, hồi sáng cậu đã xem email của tôi gửi chưa? Nhiều chưa, tôi vẫn chưa xem, tôi vẫn chưa thấy. Một xương email gì đấy, email gì vậy? Tháng tới bắt đầu, từ tháng sau, hay sao sẽ tăng gì? À, chim ấy tôi muốn nó giờ rồi. Từ tháng sau cái quán ăn ở công ty mở sẽ mở cửa vào buổi sáng, mở cửa buổi sáng cũng có mở cửa, mở cửa buổi sáng cũng như là mỗi lần thì buổi sáng không có bán, nhưng mà nay buổi sáng cũng bán. Cứ đều vậy à, đi chơi hay sao sẽ tăng ngày sau à, chim mưa mở coi ra bên nào vậy, chắc là tôi phải ăn, phải ăn sáng ở quán công ty, quán ăn ở công ty quá. Chị có hôn cho xa ra sao? Vì tôi sống một mình. À, chim ơi, một bộ gửi tề là ít mận của tình nhau. Có nhiều khi tôi không thể ăn, ăn được buổi sáng. Cho nên, chị bây giờ một cô chung cơ hành tế. Tôi cũng. Tôi thì tôi ăn cơm ở nhà rồi đi làm. Tham tay bút thơ, thế giày sao một gửi rồi hiểu. Nhưng mà tôi định ăn ở công ty từ tháng sau. 그러면 nếu vậy thì 시간을 아낄 수 있을 것 같아서요. Tại vì nếu vậy thì có thể tiết kiệm được thời gian. 그럼 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요. Thế thì thỉnh thoảng gặp nhau ở sinh tăng. Chắc là chúng ta sẽ có thể gặp nhau ở quán ăn. Cô giáo cái đuôi cờ tên nhiêu có nghĩa là cái đuôi giải thích tình huống đúng không? Đúng rồi. Cô tin nhô này là cái đuôi giải thích tình huống vì. Vì đã chọn câu 27 đâu cô? Câu 28 các bạn chọn nào? Câu 27 các bạn chọn câu số 2 rồi. Câu 2. Bây giờ câu 28. Cái này không phải là một đáp án, hai đáp án. Hai đáp án đó. 28 là chọn nội dung giống với nội dung trên. Đúng rồi. Đó đâu bốn cái đâu đã bán rồi. 여자는 집에서 아침을 먹습니다. 까리 고다 까리 대단. 남자는 가족과 함께 살고 있습니다. 네, 사이라해. 여자는 아직 이메일을 못 봤습니다. 고객님 뭐
cô ấy thì gửi mà đâu phải là nhận đâu. Nam cho nên mẹ ạ chị mới một cô chung gương hâm gì ta ai tiếp một câu một là câu trả lời nhớ cho nên chị về sau ạ chị ạ chị mới một số gì ta cô gái ăn cơm ở nhà là cho nên chị về sau một cô chung gương hành hình đe. Rồi câu trả lời câu số 1 29 30 잘 들어보세요. 남자 기타 연습 많이 했어요? 그동안 연습한 거 한번 쳐볼래요? 여자 죄송해요 선생님 연습을 많이 못했어요. 남자 기타를 잘 치려면 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요. 여자 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요. 남자 그럼 기타를 잘 보이는 것에 두세요. 그러면 기타가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊지 않겠죠? 여자 아 그럼 저는 기타를 소파 옆에 두어야겠어요. 집에 가면 주로 소파에 앉아서 텔레비전을 보니까 아, 보거나 음악을 듣거든요. 한 người đang nói về cái việc luyện tập đàn guitar. 여자가 기타 연습을 자주 못하는 이유를 고르십시오. 4, 5, 6, 7. Các bạn hãy chọn xem lý do mà cô gái này không thể thường xuyên luyện tập guitar là gì. 1번 기타 치는 것을 안 좋아해서요. 2번 기타를 연습할 시간이 없어서요. 것수 봐. 기타 연습하는 것을 잊어버려서요. 것들 기타를 가르쳐주는 사람이 없어서요. 아, 것수 봐. 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 저 nó giống giống. 여자는 기타를 잘 칠 수 있습니다. Có thể đánh tốt. 여자는 남자에게 기타를 가르칩니다. Dạy cho người đàn ông này. 여자는 텔레비전을 자주 보지 않습니다. 여자는 기타를 잘 보이는 것에 둘 겁니다. 아, số 3 tiếp à. Cái này không phải số 3, không phải số 3. 3, 4. 4 là con nào? Đọc lại. 여자는 텔레비전을 자주 보지 않습니다. 어떤 여자는 기타를 잘 보이는 것에 둘 겁니다. 아, 나 4. 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 Cho bố léo. Em có thể đánh thử một lần những cái phần mà mình mà em đã luyện tập được không? Chị sao nghe hả? Xin lỗi thầy, xin lỗi nghe. Nhân sự ơi mà đi hết rồi đó. Một hết rồi đó. Em không có luyện tập được nhiều, không nhưng mà được nhiều. Khi ta đã chảy chi ra mệt. Nếu như muốn đánh đàn khi ta tốt á, mẹ ít chi ăn khô nhân sự hai đường đi. Chung nhớ hèo. Quan trọng là mỗi ngày không quên luyện tập. 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요. Em biết nhưng mà em cứ quên luyện tập. 그럼 기타를 잘 보이는 것에 자꾸 là thường thường hay 잊어버려요. Thường hay quên. À, nâng cơ. Nâng cơ đây là từ viết tắt của nâng cơ sơ. Nâng cơ sơ. À, nâng cơ sơ. Cơm, guitar를 잘 보이는 곳에 두세요. Vậy thì em hãy để ở cái nơi mà em hay thấy. Hãy để cái đàn guitar này ở chỗ em dễ thấy. Em nhìn tốt. Dễ thấy, 잘 보이는 곳. Dễ thấy. Như mình ngồi để ở ghế sofa. Mà cái chỗ này là mình thường hay đi qua lại, thường hay ngồi, thì mình nên để cái đàn guitar ở cái ghế sofa này.
Tại vì mỗi lần ngồi ghế là thấy nó mà. 그러면 기타가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊지 않겠죠. Như vậy thì em sẽ thường xuyên thấy được cái đàn guitar, thì em sẽ không có quên. Em không thể quên tập. Tập. Vậy hả? Thì được. 저는 기타를 소파 옆에 두어야겠어요. Chắc là em phải. À ơi, do cái tờ là chắc là phải. Để đâu? Tu tờ để. Để ở bên cạnh cái ghế sofa. Cái ghế sofa. 집에 가면, 집에 가면, nếu mà về nhà, 주로 소파에 앉아서 텔레비전을 보니, 보거나 음악을 듣거든요. Bởi vì mọi khi mà em về nhà đó, là nếu về nhà, chủ yếu, chủ yếu là em ngồi ở cái ghế sofa. Ngồi ở ghế sofa. Và làm gì? Chăm, xem. Xem TV. Xem TV. Hoặc là nghe nhạc. Hoặc nghe nhạc. Ok, 수고하셨습니다. Có một tiếng rồi. 시험을 잘 보시기 바랍니다. Chúc các bạn thi tốt nha. Nói chung nè. Thì qua những cái bài luyện tập, các bạn thấy nội dung nó có gì khó mà. Nó chỉ dòng do ở nội dung sơ cấp thôi. Nó không có từ vựng nào khó cả. Các bạn chỉ cần học thuộc, đọc đi đọc lại những cái đề này thì các bạn sẽ lấy tôi bất hai dễ dàng. Có dễ không cô? Em thấy cũng khó. Cấp 2 thiếu nhiều, thiếu chẳng bên đâu.